Hàng gì nữa, hàng gì nữa bà con ơi, đẹp quá trời quá đất luôn. Trời trời, vàng tươi vậy nè. Hàng dìa, hàng dìa tiếp tục. Lên clip bà con ơi. Dạ chào bà con, hàng dìa rồi cô chú anh chị. Mời bà con xem clip nha. Dạ bà con có nhu cầu sử dụng chinh dịch cao tốc, chinh dịch rút lường, từ máy nhỏ lên máy lớn mà nó chạm la ký hay gì thì cứ liên hệ cho em. Cảm ơn bà con. Dạ xem kênh, bấm vào nút đăng ký bên dưới để cập nhật được những mẫu ghe máy mới nhất vào 5 giờ chiều mỗi ngày nha. Mời cô chú anh chị xem chinh dịch ngày hôm nay. Rồi, hàng tiếp tục lên kể cho cô chú anh chị mình chinh dịch cao tốc rút cánh dành cho những cô chú anh chị sử dụng Yamaha 3, Yamaha 4BH, 4LM. Nếu như bà con mình có cần chạy cho máy gì thì cứ báo cho em thông số máy và chính xác cái hộp số nha cô chú anh chị nha. Rất là đẹp luôn. Này, độ nơm nước của người ta nè, cho cánh nè, phê mắt chưa cô chú anh chị, rất là đẹp nha. Vừa về luôn, 4GH rồi cũng được nha bà con nha, nhưng mà nó phải theo cái hộp số và theo chiều ngang chiều dài của vỏ. Cho nên thường thường cô chú anh chị mình hỏi em á, thì em xin cô chú anh chị mình cái thước chiều ngang chiều dài là vậy, với lại cái vỏ của mình là composite hay gỗ em mới tính được. Bé này thì mặt cánh của em nó là 18, độ cao của chân dịch là 14 phân. Biết chưa cô chú anh chị, để coi cái chân dịch này là 6, 12, 7, 14, 5 tấc tư của chú anh chị. Cánh 54, 54 cao tốc nha cô chú anh chị nha. 18 phân mặt là mặt cánh nè. Đã ghê không? Đây, đây là cái độ nơm nước của em nó nè cô chú anh chị, độ bắt xả nước quá xuất sắc. Rồi nè, chiều cánh nó sẵn nè bà con. Bà con mình cần sử dụng chinh dịch cao tốc, chinh dịch rút lường để cho không chạm la ký á bà con, thì liên hệ cho em. Từ máy lớn, máy nhỏ lên máy lớn mà sợ chạm lường thì em giải quyết được nha cô chú anh chị. Quá xuất sắc. Chân dịch nhà em thì đổ thì sẽ theo cái lỗ láp của cô chú anh chị mình đang chạy láp bao nhiêu á. Bà con mình cứ báo đi. Ở đây tụi em móc lỗ con cho bà con mình. Quá xuất sắc chưa. Độ sắn của chân dịch nè bà con. Rồi nó sắn lên nè. Đó. Kinh hồn chưa, rất là đẹp luôn. Ở gần thì tầm khoảng 2 hôm là mình nhận được chân vịt, ở xa thì tầm khoảng 3 hôm 4 hôm nha cô chú anh chị nha. Bưu điện Viettel sẽ giao cho bà con. Đó, quá đẹp luôn, dễ thương cực kỳ. Ai có nhu cầu sử dụng chân vịt cao tốc, khai thác tốc độ, lấy hết công suất máy và lấy hết dòng tua máy thì alo. Và cái chân vịt cao tốc thì phải chạy hết tua máy nó mới phát được nha cô chú anh chị, chứ không phải như chân vịt thường mà bà con mình nói chạy nó phải mang khối nó mới chạy, nó mới chạy dữ thì không có đâu. Giờ nó mang khói là nó mất tua của bà con mình rồi. Chân dịch cao tốc là nó phải phát hết tua máy nó mới đạt được công suất cao nhất mong muốn của mình. Quá đẹp không, đồ bắt xả nước nè. Bây giờ em úp nó lại cho cô chú anh chị mình nha. Ai có nhu cầu sử dụng chân dịch tốc độ, khai thác hết tốc độ của máy thì alo, em sẽ tư vấn nhiệt tình cho cô chú anh chị mình. Máy hộp số, ngang dài vỏ, vỏ là loại gì em tính cho. Và có nhận thu cũ đổi mới cho cô chú anh chị mình. Có nhận thu cũ đổi mới nha. Rồi bây giờ úp lại cho bà con mình coi. Mặt còn lại của em đó. Đánh vân vân sọc sọc luôn. Đó, hình dải cá luôn nè. Ý, chiếu chiếu đã chưa. Rồi mời bà con coi mặt còn lại của em nó nha. Mời cô chú anh chị. Này, còn đây là mặt còn lại của em nó nè cô chú anh chị. Xuất sắc không? Bé này là 54, con lắp 45 nha bà con nha. Em này nó nặng tầm khoảng 14kg. Đẹp ghê hồn không? Bà con ai có nhu cầu sử dụng alo nha. Đặt hàng ở gần thì tầm 2 ngày em đi giao trực tiếp, và còn ở xa thì bưu điện Viettel sẽ giao cho cô chú anh chị mình. Cảm ơn tấm chân tình bà con mình luôn dành cho kênh của Tâm Vlog. Cảm ơn cô chú anh chị mình rất là nhiều. Và xem kênh, bấm vào nút đăng ký bên dưới để cập nhật được những mẫu ghe máy mới nhất vào 5 giờ chiều mỗi ngày. Dạ, có gì ủng hộ em Út nha cô chú anh chị nha. Cảm ơn bà con. Máy móc thì mấy hôm nay nhập hàng hơi khó, dạ, với lại giá cả thì nó có chênh lệch đó bà con. Máy hiện tại bây giờ tình hình em nghe hơi căng, bà con mình cần có liên hệ nha. 18, đẹp ghê không? 14, 45. Rồi, cảm ơn bà con. Hẹn gặp lại vào những video tiếp theo. Tạm biệt, bye bye.